Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn huyện Điện Biên đi các địa phương khác tiêu thụ. Đến khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 8, tại khu vực mốc 105 tuyến biên giới Việt Nam Lào, thuộc địa phận bản Hồng Lách Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với hai đồn biên phòng Thanh Luông, Pa Thơm bắt quả tang Quảng Thị Nịa, sinh năm 1966, trú tại bản Hồng Lách Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đang vận chuyển hai bánh heroin. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa đối tượng về đồn biên phòng Thanh Luông điều tra, làm rõ. Đấu tranh khai thác, bước đầu Quảng Thị Nịa khai nhận vận chuyển thuê hai bánh heroin trên cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với mức 10 triệu đồng tiền công. Khi chưa kịp giao số ma túy kể trên thì bị bắt giữ.